Ghi nhận từ sáng đến chiều 19 tháng 3, hàng chục tàu thuyền của bà con ngư dân của các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An khi cập cảng cá Cửa Sót ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã trúng đậm hàng tấn cá cơm các loại, lập tức được các thương lái đến thu mua ngay tại bến. Ngay sau khi neo đậu vào cầu cảng, các thuyền viên nhanh chóng bốc xếp các khay chứa cá cơm lên thang sắt đưa cá lên bến cảng. Trên bến cảng, nhiều thương lái đã có mặt từ sáng sớm chờ sẵn để thu mua cá. Không khí mua bán bốc xếp cá diễn ra nhộn nhịp hối hả. Vừa cho tàu vào cảng cá Cửa Sót, ngư dân Nguyễn Văn Hùng quê ở tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 2 ngày đánh bắt trên biển, sáng nay tàu mang theo nhiều tấn cá cơm cập cảng Cửa Sót để bán cho thương lái với giá dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng một ký tùy loại. Ngư dân Nguyễn Văn Hùng chia sẻ khoảng 3 đến 4 ngày nay do thời tiết thuận lợi, sóng êm biển lặng, vùng biển cách cảng cá Cửa Sót từ 15 đến 20 hải lý xuất hiện rất nhiều luồng cá cơm nên trúng đậm. Với tình hình thời tiết thuận lợi như hiện nay, dự báo trong những ngày tới ngư dân sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt trúng đậm cá cơm. Mặc dù giá cá cơm thời điểm này rẻ hơn so với trước, nhưng nhờ số lượng lớn nên mang lại thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân. Việc đánh bắt trúng đậm cá cơm biển không chỉ mang lại thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân, mà còn tạo công ăn việc làm và thu nhập cho nhiều lao động của địa phương với các công việc như phân loại, bốc xếp, vận chuyển cá từ bến đến các cơ sở chế biến.